một ly tư nhất nhất vô cậu vô 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 chỉnh chưa chỉnh đây chỉnh đây chỉnh là này chỉnh chưa quẹo 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 rồi cô nấu cơm sao cô nấu cơm sao dạ nấu cơm thì ăn thí dụ thổi lửa cho con thổi gì đây con nè biết kiên nghiêm không biết không biết không đó đó lửa con đó đó lửa con đó lửa con rồi rồi chỉnh chưa chỉnh rồi rồi sao 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 cơm hả sao sao sáng vậy đó hả rồi thổi 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 nữa 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 sát nữa sát nữa nữa sát nữa con sát nữa rồi sát nữa rồi bây giờ rồi cô nhiêu tuổi rồi dạ 80 rồi tuổi này có chồng chưa dạ có rồi có rồi hả chịu có chồng nữa không chịu có chồng nữa anh đây nè chịu có chồng nữa chịu có chồng nữa phải không Việt Nam hay là Trung Quốc dạ Trung Quốc Trung Quốc Việt Nam bự hay là nhỏ nhỏ Trung Quốc là lớn chà bá luôn Mỹ không Mỹ không chà bá luôn Mỹ bự mới chịu ha chà bá luôn vậy là chồng đó là chịu có chồng ha chịu có chồng luôn mềm nói chẳng ra ơi phát ra mùi gù tôi càng thêm say gù sao nó mạnh cũng như thần uống vô ba xì ta lấy tần quần ngoài đường không đi mà đi vô bụi con mắt lờ mờ chẳng thấy đường đi bởi quá khen cô ba nấu gù bài miếng gì ngon thật là ngon gù ơi mi hại ta mi đã làm cho ta thay quá nhân thì bước tới té lùi ngoài đường không đi mà đi vô bụi té qua tôi té lại tôi đứng dậy cũng không được cho nên tôi nằm ở giữa đường đi người ta đi qua đi lại với tụi mình uống gù say mặc cho ai ngạo bán chê cười còn thân tôi bỏ ruộng cũng không đành quá trời ôi trời còn nhiều bản trên trời nữa vô gì nữa trời rồi tới chơi chế rồi bạn vô hai vô luôn hai ba câu dùng cổ đi hai câu dùng cổ rồi hai câu cổ đi ra đi rồi ra hai câu dùng cổ đi hai cổ đi ra lại đi ra bậy bạ không à cá đi vô luôn cá luôn cá gì vậy vô cá đi Điều phải cho bà ca đi. Ca, bắt đầu cho chuẩn bị. Cái gì? Thì ca đẩy đi. Biết ca nhà anh nó đậu thu nhẹ em thốt không? Không hổ bà ca. Không hổ bà ca. Cá hai cộng bổ thôi. Nhà anh ở đầu thôn, còn nhà em nơi cuối xóm. Muốn đến thăm nhau phải qua dịp cầu tre một đùm bông súng xa cách chẳng bao lâu mà nhớ thương biết mấy cho chưa nhớ em chiều chiều anh ra ngồi tựa chân cầu nghĩ phân mình sẽ tua đám lục bình chiêu lạc nước lớn nước gồng trôi và cũng có đôi hai đứa là tụi mình nghèo nên chiều lẻ lôi ba miếng dầu cá em cũng hẹn lần hẹn lừa dạy Phật trời cho mưa thuận gió hòa anh sẽ thưa thiệt với mẹ cha cho tròn duyên ngày nữa trong lăng dữ trời hôm nay khục lên như tiếng như tôi chết thế gì ta anh hai ơi á vô chưa chưa để sao sao mới vậy vô từ hết tiền đi sao mấy đồng điện anh hai ơi có thương em
thì xin anh nói thiệt, chớ đừng đem lời ngon tiếng ngọt mà làm cho em mắc cá già siêu lòng. Rồi mốt rồi mai rồi biết vàng vàng hồng, để cho em giàu thân gia thờ mà sống riêng hôm mai mẹ cười dây âu cho vô đó cái cài về trời lao găm mở lại chịu lời đắng cay lăng quê sầu ai cho lăng quê heo lăng quê sầu tình trong méo ngoài tôi. Thôi hết rồi cậu ơi. Đây đây cô hát đây. Đúng rồi, ca bản chị đi. Cô khổ cả đám. Nhà bà không đến nơi. Thôi đó rồi. Không đó. Mấy nước còn dân nước ở bên mà kệ gì chung mình. Khóc than riêng em một mình. Cây con lá xanh thay màu cho anh. Đó. Dài nè, bạc nhân dân chân đưa tiếng nào ai ghé chia gặp cho em nói chi cho thêm ngàn lỡ lòng. Đứng mãi rồi, đứng mãi rồi. Trời ơi, bởi xa ca giữa chiến trường khó tìm không biết đường. Nên gió đông sơ đã đành chia tay dịnh diện mạch núi. Bạn tình ơi, bạn tình ơi, đừng lại cắm mòn môi đợi chờ. Hãy gọi ta nắng trong những chiều sương lạnh khi cánh gà bay về cuối nẻo trời xa. Những lúc kinh khía giữa biển nhau đánh chân ta. Ai nhớ lãng năm này có họ mùa yêu yêu cho đường về biển ai ta. Quá trời bữa nay khùng dữ rồi, cô tư người ta chứ. Cô ơi, có nguyện chưa? Có rồi, bao nhiêu rồi? Dạ 75 rồi. Bây giờ nhầm chưa? Dạ muốn rồi. Bây giờ muốn gì nữa không? Dạ muốn nữa. Mày đi cô không? Dạ không. Vậy? Tao già quá. Bây giờ chịu có chồng không? Chịu. Việt Nam hay là nước ngoài? Dạ nước ngoài. Bự hay là nhỏ? Dạ bự. Bà lớn? Dạ bự. Bà lớn? Lớn. Bà lớn. Quá trời là quá bự. Chắc ăn chưa? Chắc ăn luôn. Bà lớn? Bà lớn. Gì nha? Nước ngoài phải chết không? Bà lớn luôn. Việt Nam chịu không? Không không. Không thì Việt Nam phải. Việt Nam không? Việt Nam không chịu. Đồng ý mới chịu không? Đồng ý mới chịu. Bà lên. Bà lên. Muốn chồng dữ chưa? Dạ muốn chồng dữ rồi đó. Thiệt không? Thiệt luôn. Ăn không? Ăn luôn. Biết chồng mượn cho bà. Mượn cho bà luôn. Mượn bà lớn. Bà lớn luôn. Trước mắt anh bây giờ là một vực thẳm buồn thảm thâm. Đã tắt rồi, anh sáng giữa đôi người. Làm sao nhìn thấy những màu sắc yêu thương. Ngày buồn cô đơn được nhìn nhau bằng anh mắt trong lòng. Đại sư ca chân xuống tay tàn độc. Con cúi đầu giang lại xin thứ tha.
nhị sư ca được sinh tồn. Trường giang dập nát cả tim ta. Giữa ta và trường giang phải có kẻ mất người còn. Còn chi đâu đời mù lòa tâm tối. Nó còn chứ, nó còn tình thương của mẹ. Vậy hả con? Sao hả trên đời đôi mắt của nó mù. Dạ mù. Nhưng hạnh phúc hơn người à, chỉ có mình bạch mũi mới có quyền dạy cứu cho con. Ôi quá ngọt luôn cô ơi. Rồi bây giờ tới cô hai. Cô hai ca đi. Thôi ca đi cô hai. Cái bài gì ngắn ngắn đi. Ừ cái bài ngắn tặng khán giả nè cô hai. Cảm ơn bài lấy con sáu đi. Con sáu gì? Sáu bài bay cần phải sao? Ai uống đi ai cầm ly đó. Ai uống ly. Vô. Vô. Ai nâng ly. Ai cầm ly. Thôi tao biết. Ai rồi. Con vô trước đi. Tao kêu ca 12 câu quảng qua ấy đó. Vô nè. Rồi vô đi. Dân thượng đi. Bài thơ đã cổ đâu rồi. Cho tôi xin lại mặt đời bài thơ em đợi em chờ năm năm mới có bây giờ là đây mai đình anh chị. Anh chị ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời săn sóc yêu thương. Buồn vui năm tháng sẽ về lại quê hương. Anh sẽ về lại quê hương làm thơ ca tụng văn vàng. Chân của quê hương vẫn đắm tình thương nhớ. Ok cô này lại anh cho em làm phúc lắm rồi. Đó là niềm vui của cả cuộc đời. Em mới là người mang ơn sâu nghĩa nặng. Anh nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh. Rồi quá ngon. Thôi rồi rồi đi vậy. Đó rất dễ chết luôn. Chào cô kia. Chào cô nha. Dạ. Cô cho con hỏi thăm nè. À, cô làm nghề gì? Bán cá gì? Bán cá chơi. Ở nhà bán con
phê này nè. À bán cà phê nha. Bán cà phê nó cao đó. Là một tháng là kiếm được bao nhiêu tiền? Một tháng được 15 triệu. 15 triệu. Được 15 triệu. À tháng 15 triệu luôn ha. 15. Một năm bao nhiêu triệu? Còn lại 30 triệu. Còn lại 30 triệu. Ừ. Là tiền lại 30 triệu. Ừ. Mới còn lại tiền lại 40 triệu luôn á. Chàng ơi, chàng là dữ ta. Rồi dữ lắm á. Ừ, rồi ngoài cái công việc bán cà phê kia cô làm nghề gì nữa? Bán cá. Bán cá. À, bán cá ha. Ừ. Lợi 5 triệu. Lợi 5 triệu. Hả? Bán gì? Bán bún nước lèo. Bán bánh tằm. Lợi 400. Lợi 400. À, thu nhập dữ ta. Ừ. Thu nhập cô dữ ha. Ừ. Vốn 500. Lương vốn 500. Rồi cô cho hết thăm nè. Rồi cô đi bán cá thì cô gao làm sao? Bán cá. Gao. Cá gì? Cá gì? Là mình gao vậy ha. Người ta không cho mình bán hay sao cô? Dạ dạ. Bán cho bán rồi. Bán được. Là mình đi là mình gao vậy đó ha. Ừ. Gao có chè, gao có chè, đồng mi. Rồi cô áo vàng là cô bán cái gì? Cô không có bán gì đó. À. Cô ở nhà. Cô ở nhà không hả? Dạ. Rồi cô làm gì kiếm tiền? Cô đi làm. Hey. Tôi đi làm cho người ta kia làm người đi làm nấy à. Ừ, có đi hát với nhau không? Không. Không có đi. Không có đi ha. Không. Đi múa. Đi múa sao? Đi múa cũng theo. À múa gì đó. Có thằng mắt xanh á. Thằng chết rồi. Còn mấy cốc đó là thế là độc lạ luôn rồi. À, như vậy là ngày thường là cô là bán cà phê. Rồi có cá thì đi bán cá. Đúng rồi. Rồi xong rồi còn bán bún nước lèo nữa. Gần Tết bán bún nước lèo nữa. Rồi sao bưng được? Ở nhà bán ở nhà. Bưng rồi người ta chọc rồi sao? Con nó bưng lên đi không à. Tôi không dám bưng đâu. Là nấu bún là nấu sao đâu? Hả? Là nấu bún rồi mình múc bún là mình múc sao đâu? Múc gì đó hả? Rồi xin nước tương sao? Rồi xin nước tương. Rồi bỏ luôn, giật tôm luôn, giật bỏ luôn. Rồi là có bánh bún nước lèo rồi, cô có gạo không? Gạo, có. Có gạo sao đâu? Ốm đèo không? Làm tô không? Tô là bao nhiêu cô? Tô 15 ngàn. Tô 40 ngàn. À cũng rẻ ha. 40 ngàn hả? 50 luôn. Tô có 50 ngàn. Bút xúc 50. Ừ. Chàng ơi chàng. Lên giá dữ ta. Bên này bán 15 ngàn. Bên đó bán 50 ngàn. Đứng lên. Trưởng. Chọc con ngồi. Đấy con với mình đi. Thôi đã
cho cô kêu cô kêu cô rồi cho cô nằm nghỉ đi. Sẽ phải chú thăng đi vay nhà là xưa nhà thảo xưa nè dạ thì cô ở cô ở đây cô nghỉ rồi nói ngay đi bà Sương đi cũng buồn dạ. À, đây có bà Sương đi cũng vui không mấy mấy thằng kia ở đây mấy chú kia lại nhậu hoài ở đây nhà bà Sương chú hỏi thật rồi lúc này tao biết chưa tao hết sức ra sướng á. Cô hỏi thăm là cô được mấy người con? Ba đứa con ha. Rồi làm ăn ở ba đứa không ăn trai không à? Trai không hả? Không có con trai đâu. Trai không mà không có con gái. Con gái đâu. Chàng ơi, chàng rồi làm ăn đỡ không? Đỡ đấy. Là 40 triệu. Là hoài luôn cũng được ha. 50 triệu đi. Còn bên cô nhiêu? Cô mà ngày nhiêu? 60 triệu luôn á. 60 triệu luôn. 20 triệu đây. 20 triệu ha. Chàng ơi, là một tháng là thu nhập cũng cao bộ. Thu nhập cũng nuôi bò nhóc luôn nha. Bò 50 con. Bò 50 con. Nuôi bò 50 con luôn ha. Ừ. Rồi nuôi bò còn nuôi gì nữa không cô? Nuôi cá, nuôi chó, mèo. Có nuôi gà nữa kìa. À, nuôi gà nữa nha. Gà vườn luôn á. Ừ. Thơm ngon lắm. Biết 70. Có mời bạn ăn nghe không? Gà thơm ngon. Mời bạn ăn nghe. Quấy. Cười gì? Cười gì?
vậy? Nói gì mắc cười? Nói gì mắc cười? Nhung nhung. Ủa cô, rồi bình thường á, rồi cô vậy đó, rồi vô bếp nấu ăn rồi sao? Nhằm khi con nó chọc đổ hết đi. Đổ hết luôn. Đổ hết làm thì mới. Làm thì mới rồi. Là nấu ăn là bình thường là mình mới đầu là nấu cơm rồi mình bỏ gì vô trước? Ngâm nước ngâm ngủ chơi. Ngâm ngủ múc gì đó ha, rồi bỏ đồ vô sao? Bỏ đồ vô gì? Rồi bỏ bật bếp ga, bật bếp ga. Rồi thổi lửa. Rồi sao đâu sao đâu sao 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 không sao cười sao cười sao mập mập cười sao cười sao sao tết tết lại tết mất hồn à tết tết bữa nay gặp một bữa nay nó không bị bán cái số luôn mà nó ở lại với hai con này chậm mà còn đi tới đâu chậm tới đó đó vô coi bói luôn rồi bói bói luôn coi coi nè coi sao coi sao nè coi sao trước này trời à ba tỷ ba tỷ mấy tà bốn tà mà nó là tà sập pen sạp sập lô sạp lô mặt mà sạp lô cô lô nữa mày đi chọc ba xương nè nó kêu quá cao mặt mày đi chọc ba xương ca là hồng hồng ca là hồng hồng ca là hồng hồng sau bên xa cờ chè ta na chồng ba ca là hồng hồng chồng ba ca là hồng hồng bì ông phải đâu vậy? Con xanh nó trong có mầm liều mùi miếng bên đây còn tóc màn ấy bàn chia xây lo lạnh tê rồi dùng bây giờ luôn Rồi chúng ta chắc chắn là phải đi đâu. Ta đi ăn ăn uống uống. Kiếm 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 bông bông sông hà. Mày mà lòng ơi mắt ngon nghe. Yo nghe nghe. Quá. Quá cái hay á. Quá cái hay đó. Dẫn bên rồi dẫn. Ổn phát. Thôi mà chứ mặn thiệt luôn. Ai ai chừng đổi đầu á. Không kêu sao mập mập sống ta đi
Thằng lớn chờ em trong lớn cháu. Bên này không? Bên này nè mập. Tiếp mập. Dạy nấu ăn mập ơi. Nấu ăn nè. Rồi đưa cái thau lên bắt nấu. Nấu ăn nè. Rồi xào lắc. Nấu luôn rồi. Thổi lửa. Nhanh lên, nóng quá. Rồi, lắc lên. Đổ hết luôn. Đổ hết luôn. Cái nhiêu? Rồi đưa mập ơi.